Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Thưa quý vị, quân đội Việt Nam đã và đang sở hữu trong tay gian vũ khí cực kỳ hiện đại và hùng hậu, đủ để sức mạnh của quân đội ta vươn tầm trong khu vực. Ngoài súng chống tăng RPG-29, Việt Nam còn có tàu ngầm Kilo, tên lửa phòng không S-300 cùng một số loại vũ khí khác. Công nghệ xe tăng xe bọc thép của phương Tây phát triển rất mạnh cho nên để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, súng phóng lựu chống tăng RPG-29 của Nga đã ra đời với nhiều tính năng ưu việt, được đánh giá là loại vũ khí chống tăng tốt bậc nhất thế giới. RPG-29 được sử dụng trong nhiều cuộc xung đột trên khắp thế giới, từ Biển Đen đến Trung Đông và Nga. Hiện nay ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là quốc gia duy nhất sở hữu súng diệt tăng đáng sợ nhất thế giới. RPG-29 hậu duệ của súng chống tăng huyền thoại RPG-7. RPG-29 là một loại súng bắn đạn pháo cối điện tử chống tăng tiên tiến do Liên Xô chế tạo, sau đó Nga tiếp tục sản xuất, được đưa vào biên chế quân đội Liên Xô từ năm 1989. Vũ khí này được sản xuất để chống lại các mục tiêu tăng chiến đấu như T-72, T-80, T-90 và các loại tăng hạng nhẹ hơn. RPG29 được thiết kế để có khả năng xuyên thủng bảo vệ tăng có các lớp giáp được cải tiến. Các đặc tính của vũ khí này bao gồm độ chính xác cao, khả năng tự vệ qua các tính năng điện tử phát hiện và ngắt kết nối quang học. Được coi là hậu duệ của súng chống tăng huyền thoại RPG7, mối đe dọa đối với bất kỳ mẫu xe tăng hiện đại nào trong chiến tranh Việt Nam, súng chống tăng RPG7 hay còn được biết tới với cái tên khác B41 là nỗi kinh hoàng đối với các dòng xe tăng chiến đấu chủ lực của quân đội Mỹ, với tầm bắn hiệu quả từ 150 đến 500 m và được trang bị một đầu đạn nổ lõm RPG7, có thể dễ dàng xuyên qua lớp giáp chính dày tới 320 mm vào thời điểm đó. Có uy lực không kém so với tiền bối của mình là RPG7, RPG29, định danh NATO là Vampire. Nó được Liên Xô phát triển từ đầu những năm 1980 và được đưa vào sản xuất hàng loạt từ năm 1989. RPG-29 cũng là một trong những loại vũ khí chống tăng khá phổ biến trên thế giới. Nó được thiết kế để có thể phá hủy các loại xe tăng chiến đấu chủ lực của đối phương, kể cả khi chúng được trang bị giáp phản ứng nổ. RPG-29 dài 1,85m hơn khá nhiều so với RPG-7. Thiết kế này giúp nó có thể mang theo các đầu đạn có thể xuyên qua được lớp giáp dày tới 600 mm, kể cả lớp giáp phản ứng nổ của các loại xe tăng thế hệ mới. Nó sử dụng các loại đạn có cỡ nòng 105 mm như đầu đạn tandem và đạn nhiệt áp với chiều dài trung bình khoảng 1 m. Tuy kích thước khá lớn, nhưng trọng lượng trung bình của RPG-29 chỉ gần 19 kg và có tầm bắn hiệu quả lên tới 500 m khi vác vai và 800 m khi sử dụng giá đỡ. Tính hiệu quả của RPG29 được thể hiện qua chiến tranh Li băng lần thứ hai giữa Israel và các tay súng thuộc lực lượng hồi giáo Hezbollah vào năm 2006, khi đó lực lượng tăng thiết giáp Israel lần đầu tiên chịu tổn thất nặng nề khi mất tới 8 xe tăng chiến đấu chủ lực Merkava vốn được mệnh danh không thể bị bán hạ trên chiến trường. Với lợi thế về chi phí thấp và dễ sử dụng, RPG-29 còn là một trong những mẫu vũ khí chống tăng được sử dụng nhiều nhất tại cuộc nội chiến Syria, nổ ra từ năm 2011 cho đến nay ở cả hai phía là quân đội chính phủ Syria và lực lượng nổi dậy. Để đối phó với các loại xe tăng hiện đại được trang bị giáp phản ứng nổ ERA, các nhà chế tạo vũ khí Nga đã tạo ra đạn PG-29V nổ lại tan đem. Tức sau khi liều thứ nhất ở đầu PG-29V phát nổ, khiến giáp ERA lắp trên xe tăng tại chỗ đó mất tác dụng phòng vệ, thì liều nổ thứ hai của đạn sẽ bắn vào phần giáp xe tăng không còn được che chắn và khiến cho xe tăng đối phương bị hư hại nặng. Trang Military Today cho biết, xe tăng M1 Abrams của Mỹ trong cuộc chiến tại Iraq từng nếm mùi đau khổ từ RPG-29 khi bị loại vũ khí chống tăng này bắn cháy. Cụ thể, đạn PG-29V của RPG-29 đã bắn trúng mặt bên tháp pháo của một xe tăng M1 tại thủ đô Baghdad của Iraq vào ngày 5 tháng 9 năm 2007, khiến hai lính tăng thiệt mạng và một người bị thương. Thậm chí trong bài báo Big One for Iraq, Not So fast, đăng trên thời báo New York hồi tháng 10 năm 2013, giới chức quân sự Mỹ tiết lộ RPG-29 là mối đe dọa lớn, để nỗi họ buộc phải từ chối thương vụ bán xe tăng chiến đấu M1 Abrams cho quân đội Iraq. Việt Nam đã từng bước làm chủ công nghệ để sản xuất một số loại vũ khí chủ lực, súng chống tăng RPG-29 cũng không ngoại lệ, và được đặt định danh trong nước là SCT-29. Ngoài việc tự sản xuất được chúng, chúng ta còn tự sản xuất được đạn và đặt định danh là DCT-7. Việc tự sản xuất được khẩu súng chống tăng này cho phép quân đội ta tự chủ được về mặt trang bị, sẵn sàng sản xuất ở quy mô lớn, số lượng nhiều ngay lập tức khi có yêu cầu. Ngoài súng chống tăng RPG-29, Việt Nam còn có tàu ngầm Kilo, tên lửa phòng không S-300 cùng một số loại vũ khí khác có thể thấy quân đội Việt Nam đã và đang sở hữu trong tay dàn vũ khí cực kỳ hiện đại và hùng hậu, đủ để sức mạnh của quân đội ta vươn tầm trong khu vực. Tổ hợp 9K72 Enbrus được biên chế cho vài lứa đoàn thuộc binh chủng pháo binh quân đội nhân dân Việt Nam đạn tên rửa R-17E của tổ hợp 9K72 Andruss đạt tầm bắn khoảng 270 đến 300 km, mang đầu đạn thuốc nổ thường nặng 1 tấn, tính toán trên lý thuyết với tốc độ va chạm 1,4 km/giây sẽ tạo ra hố sâu 1,5 đến 4m, rộng 12m. Loại vũ khí này tích hợp cho tấn công phá hủy trung tâm chỉ huy địch, kho tàng, bến bãi, sân bay, hải cảng trong trang bị phòng không, Việt Nam cũng sở hữu tên lửa đất đối không tối tân S300 do Nga sản xuất. So sánh với các hệ thống phòng không ở khu vực Đông Nam Á thì kể cả loại tối tân Aster 30 mà Singapore mới đặt mua của châu Âu cũng không thể đọ về tầm bắn với S300PMU1 của Việt Nam. Hệ thống tên lửa phòng không tầm cao, tầm xa S300PMU1 của Việt Nam có thể phá hủy mọi mục tiêu trên không, ngoại trừ tên lửa đạn đạo ở độ cao từ 10m tới 27.000m, ở tầm xa tối đa tới 150km. Hệ thống có tính cơ động linh hoạt cao, thời gian phản ứng nhanh, độ chính xác cao. Đối với trang bị hải quân, Việt Nam có nhiều hàng khủng độc hơn cả. Đầu tiên phải kể đến trực thăng săn ngầm độc đáo có 102 K1K28. Không quốc gia Đông Nam Á nào sở hữu loại trực thăng lại có cơ cấu hai cánh quạt đồng trục như vậy. Kiểu thiết kế này khiến KA-28 nhỏ gọn, cơ động, linh hoạt cao, giảm tiếng ồn. Khả năng tác chiến của KA-28 đáng gồm không thua kém so với mẫu trực thăng săn ngầm hiện đại mà các quốc gia Đông Nam Á đang sử dụng. Ka-28 trang bị phao thủy âm vô tuyến RGB và dò âm VGS để do tìm tàu ngầm. Nó còn có radar trinh sát mặt nước và hệ thống chống nhiễu gây nhiễu khiến tàu ngầm đối phương không thể phát hiện. Ka-28 trang bị kho vũ khí chứa trong thân với ngư lôi tự dẫn, bom chìm, thủy lôi đủ sức phá hủy tàu ngầm địch. Việt Nam là quốc gia đầu tiên và duy nhất từng sở hữu tàu ngầm tấn công phi hạt nhân hiện đại hàng đầu thế giới Project 636 và NATO gọi là Kilo ở Đông Nam Á so với các tàu ngầm TIP-209 Indonesia, Archer Singapore hay Scorpion Malaysia thì Kilo-636 vượt trội trên nhiều phương diện. Đặc biệt trong chiến đấu, nó có khả năng phóng tên lửa hành trình chống tàu siêu thanh 3M54E Class S đạt tầm bắn đến 200 km. Tính toán trên lý thuyết, một phát đạn của 3M54E được cho là có thể đánh chìm tàu chiến cỡ lớn. Việt Nam gần như là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á sở hữu hệ thống phòng thủ bờ biển cực mạnh, một trong số đó là tổ hợp tên lửa phòng thủ 4K44 Redut có thể đánh chìm cả tàu sân bay, thậm chí là biên đội nhóm tàu sân bay với nhiều loại đạn. Loại tên lửa B35 được trang bị cho tổ hợp 4K44 Redut có thể đạt tầm bắn 450 đến 500 km mang theo đầu đạn nặng 1 tấn có thể nói trong khu vực đông nam á thì đây là loại đạn tên lửa hành trình chống tàu đạt tầm bắn xa nhất sức công phá mạnh nhất phạm vi tấn công ngắn hơn 4k44 redut nhưng nguy hiểm hơn đáng sợ hơn là tổ hợp phòng thủ bk300p bastion p đây cũng là loại vũ khí mà hiện không chỉ đông nam á mà trên thế giới chỉ có nga việt nam và syri sở hữu Đạn tên lửa B-800 Iacon mà Batsun P được trang bị cũng có khả năng đánh chim tàu chiến cỡ lớn, thậm chí là tàu sân bay. P-800 cũng là loại tên lửa cực kỳ khó đánh chặn bởi tốc độ hành trình cực cao, Mach 2,8-3, đến mang đầu đạn nặng 300kg. Bên cạnh đó, Việt Nam từng sử dụng hai loại vũ khí là ngư lôi ast 5365 và tên lửa hành trình Iacon được xếp trong 5 loại vũ khí Nga mà Mỹ e ngại nhất. Cụ thể, vào năm 2015, tạp chí Mỹ Jonesner đã điểm danh 5 loại vũ khí Nga mà Mỹ e sợ nhất bao gồm máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư Su-35 Flanker E, tàu ngầm thông thường Project 677 lớp Lada, xe tăng chiến đấu chủ lực T-90, tên lửa hành trình chống hạm P-800 Onyx và ngư lôi chống hạm AST-5365KE. Tạp chí Mỹ cho biết, Nga đang đẩy mạnh phát triển trang thiết bị quân sự của mình trong bối cảnh mối quan hệ với phương Tây đang ngày càng căng thẳng, và Hoa Kỳ không nên đánh giá thấp một số vũ khí thông thường nhưng mạnh mẽ mà quân đội Nga sở hữu. Nhà báo Deish Mazumda, chuyên viên về các vấn đề quân sự đã nhận xét trong bài viết trên tờ The National Interest là Nga có những loại vũ khí thuộc dạng công nghệ đỉnh cao của thế giới. Đây là những mối đe dọa tiềm ẩn đối với Mỹ. Trong bản danh sách của tạp chí The National xuất hiện hai loại vũ khí mà Việt Nam đã từng sở hữu là loại ngư lôi chống hạm AST-5365, sử dụng trên tàu ngầm lớp Kilo và tên lửa hành trình chống hạm P-800 Yak-Con thuộc hệ thống tên lửa bờ đối hạm K-300P Basun P. Thưa quý vị, trong thời điểm hiện tại, hiện đại hóa trong quân đội nhân dân Việt Nam là một trong những mục tiêu theo đuổi của chính phủ Việt Nam trong thời đại mới quá trình hiện đại hóa quân đội bao gồm các mảng đổi mới phương thức huấn luyện tăng cường quản lý chặt chẽ mua sắm và chế tạo các loại vũ khí trang bị mới để đảm bảo vũ khí trang bị kỹ thuật cho lực lượng vũ trang ngoài giữ gìn bảo quản tốt cải tiến có chọn lọc những vũ khí trang bị hiện có việt nam đầu tư thích đáng để tự sản xuất một số phương tiện vũ khí phù hợp với khả năng công nghệ của mình đáp ứng các yêu cầu tăng cường sức mạnh chiến đấu cho các lực lượng vũ trang nhân dân tới đây thì chương trình của chúng tôi cũng đã hết xin cảm ơn và kính chào tạm biệt quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo